Xin chào, Quỳnh Như rất vui vì đã được gặp lại các bạn. Dẫu biết những cây cầu sinh ra là để thuận tiện hơn cho việc di chuyển, thế nhưng trên thế giới vẫn tồn tại không ít những cây cầu thử thách lòng can đảm của bạn mỗi khi đi qua. Trong video hôm nay, VFX khám phá sẽ cùng bạn điểm tên top 7 cây cầu đáng sợ nhất thế giới. Cầu Seven Mile ở Mỹ. Đúng như cái tên gọi của nó, Seven Mile là một cây cầu dài gần 7 dặm, tương đương hơn 11,2 km, bắc qua eo biển nối liền vịnh Mexico với bang Florida của nước Mỹ. Khi được hoàn thành vào năm 1982, cầu 7 dặm được ghi nhận là cây cầu bê tông bắc qua biển dài nhất thế giới và cũng là một trong những cây cầu dài nhất của nước Mỹ. Nằm ở độ cao 20m so với mặt nước biển, tàu thuyền có thể thoải mái qua lại ngay phía dưới gầm cầu. Hơn thế nữa, hành khách sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời khi đứng trên cây cầu, ngắm nhìn rùa biển, thậm chí là cá mập qua làn nước xanh như ngọc. Mãn nhãn như vậy thì tại sao Seven Mile lại là cây cầu được đánh giá nằm trong top nguy hiểm nhất hành tinh? Được biết, sóng biển thường xuyên tạt vào mặt đường trên cầu. Không những vậy, gió bão cũng rất hay ghé thăm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại trong những ngày mưa. Do đó, khả năng xung quanh anh còn là nước ấy khá là cao. Cơ thể anh đang bị ướt ấy. Mênh mông toàn là nước ấy. Xin được cung cấp thêm một thông tin thú vị khác. Cứ đến tháng 4 hàng năm, cầu 7 dặm sẽ ngừng lưu thông khoảng 2,5 giờ đồng hồ vào một ngày thứ bảy bất kỳ để tổ chức cuộc thi chạy Việt dã mang tên Seven Mile Bridge Run, thu hút khoảng hơn 1.500 người tham gia. Cũng chính vì vẻ đẹp hùng vĩ nhưng không kém phần thách thức mà Seven Mile đã trở thành bối cảnh trong một số bộ phim nổi tiếng như True Lies, License to Kill, Fast and Furious, cầu treo Husaini ở Pakistan. Sự lòng lèo đến rùng mình của cây cầu Husaini ở Pakistan sẽ khiến nhiều người khiếp đảm và chắc chắn không ít người từ chối việc bước qua cây cầu gỗ đã quá cũ kỹ này. Tuy nhiên, đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Hunza nối hai làng Jarabad và Husaini với nhau. Nếu muốn tới tham quan Hunza, một trong những điểm tham quan nổi tiếng của Pakistan, bạn có thể chi tiền cho một chiếc máy bay, nhưng có lẽ điều này chỉ dành cho hội rich kid và đa phần khách tham quan đều lựa chọn thử thách mạo hiểm bước qua cây cầu. Điều này đồng nghĩa với việc những du khách dũng cảm sẽ trải qua những giây phút thót tim, bởi theo thời gian, những tấm ván của cây cầu đã bị mục nát và khoảng cách giữa các ván gỗ khá thưa. Đặc biệt, những ngày gió lớn, bạn sẽ có cảm giác như mình đang bay. Quay trở lại với thông tin mà VFX đã đề cập, đây là con đường độc đạo nối hai ngôi làng với nhau. Thế nếu đôi nào yêu đương đi đến được nhà nhau cũng mệt phờ dâu, lấy sức đâu mà tâm sự đêm khuya nữa nhỉ? Cầu Hóa Sơn, Trung Quốc. Nằm trong top 7 cây cầu nguy hiểm nhất thế giới, không thể nào không nhắc đến cây cầu Hóa Sơn thuộc ngọn núi cùng tên ở đại lục Trung Quốc. Hóa Sơn nổi tiếng trên toàn thế giới với nhiều biệt danh như nấc thang lên thiên đường, địa ngục chỉ cách một bước, đường mòn nguy hiểm nhất hành tinh hay con đường ván gỗ trên bầu trời. Đây đồng thời cũng là một trong 5 ngọn núi thuộc ngũ nhạc danh Sơn và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Theo đó, cây cầu gỗ đơn sơ dẫn đường tới đỉnh núi chỉ được ghép bằng 3 ván gỗ đóng đinh nối với nhau ở lưng chừng ngọn núi cao hơn 2.000m. Đặc biệt là không có lan can, một bên là vách núi, bên còn lại là vực sâu. Mặc dù tất cả du khách đều được thắt dây an toàn trước khi leo qua vách núi bằng con đường ván gỗ này, đồng thời có một dây xích được gắn chắc chắn để bám vào. Thế nhưng, nhiều du khách vẫn không hề dám thử. Xuống đây chơi, xuống đây chơi. Những người lựa chọn đi qua cây cầu chủ yếu là những tay leo núi chuyên nghiệp, ưa mạo hiểm. Nếu không muốn tham gia thử thách mất sức này, du khách có thể bỏ tiền để đi cáp treo lên đỉnh núi. Cầu Eshima Ohashi ở Nhật Bản. Theo Amusing Planet, Eshima Ohashi, một cây cầu được xây dựng từ năm 1997, bắc qua hồ Nakaomi, nối liền hai thành phố Matsu và Sakai Minato, luôn nằm trong danh sách bình chọn những cây cầu nguy hiểm nhất thế giới bởi độ dốc của nó trong các bức ảnh được chụp. Nhìn từ xa,
cây cầu dường như dựng đứng, càng tới gần giữa cầu, độ dốc càng lớn hơn. Không ít người cho biết, lần đầu thấy công trình này, họ có cảm giác run tay khi nghĩ đến cảnh lái xe đi qua đó. Điểm cao nhất của cây cầu là 45m so với mực nước biển. Khi xây cầu, chính phủ Nhật Bản muốn dành không gian cho những con tàu trên 500 tấn đi lại phía dưới. Cây cầu dài 1,7 km, rộng 11,3m với 2 làn xe. Trung bình mỗi ngày cây cầu đón tiếp khoảng 4.000 lượt xe qua lại, với tốc độ bị giới hạn tối đa là 40 km/h. Tuy nhiên, trên thực tế, cây cầu không đáng sợ và dốc như bạn nhìn thấy qua các bức hình. Tất cả đều do góc nhìn từ xa và góc chụp của máy ảnh, bởi độ dốc hai bên cây cầu đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép là dưới 10%. Do đó, mọi phương tiện có thể lưu thông qua cầu một cách thuận tiện và an toàn. Hơn thế nữa, đây đồng thời là cây cầu khung cứng lớn nhất ở Nhật Bản và lớn thứ ba trên thế giới. Xin được cung cấp thêm một thông tin thú vị khác. Cây cầu Eshima Ohashi này cũng đã xuất hiện trong quảng cáo của một hãng xe hơi tại Nhật Bản mang tên Daihatsu. Sau đó xuất hiện tại nhiều tờ báo trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới. Khi tới Nhật Bản, bạn có thể ghé thăm cây cầu và tận hưởng khung cảnh ngoạn mục của hồ Nakomi cùng núi Daisen để thấy rằng cây cầu trông thì có vẻ sợ, nhưng thực tế mọi thứ chỉ là một cú lừa. Cầu treo Capilano ở Canada. Nằm trong khuôn viên công viên Capilano, Canada, cây cầu treo cùng tên là điểm đến hấp dẫn du khách bất chấp những nguy hiểm mà ai cũng nhìn thấy. Với độ cao 70m và chiều dài 140m, nhưng không hề có một cột đỡ nào đã khiến Capilano lọt top 10 cây cầu nguy hiểm nhất thế giới. Cảm giác chòng chành, lắc lư khi đi trên cây cầu khiến không ít du khách sợ hãi và quay đầu. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà. Ngoài ra, cây cầu còn có tên cầu cười bởi những âm thanh tạo ra khi gió thổi qua hẻm núi giống như tiếng cười. Nghe khá là creepy, tuy nhiên phần thưởng dành cho người can đảm sẽ là những giây phút được hòa mình với thiên nhiên khi bao quanh cây cầu là thảm rừng xanh lá, phía dưới là dòng sông Pilano chảy xiết. Và bên kia cây cầu là công viên Capilano, một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch, đặc biệt là dịp Giáng sinh của thành phố Vancouver. Cầu Kandinsky ở Nga. Đây là cây cầu gỗ 30 năm tuổi bắc qua sông Vitim, vùng Siberia, nước Nga. Nó được mệnh danh là một trong những cây cầu đáng sợ nhất thế giới, tới nỗi tài xế cũng như du khách được khuyến cáo là không nên lái xe ô tô đi qua, bởi cây cầu chỉ rộng khoảng 1,8m, được làm từ các thanh gỗ mục nát. Gió mạnh, bề mặt phủ băng cùng làn nước lạnh ngắt dưới chân cầu tạo nên sự nguy hiểm cực độ. Một số tài xế liều lĩnh lái xe qua cây cầu phải hạ kính cửa sổ xuống để gió khỏi bốc gọn chiếc xe xuống sông. Một cây cầu mới hơn đã được xây dựng ngay bên cạnh Kandinsky. Tuy nhiên, nhiều du khách ưa mạo hiểm vẫn coi việc lái xe qua cây cầu là một thử thách mặc dù đã được cảnh báo trước. Cầu khỉ ở Việt Nam. Sở dĩ xuất hiện cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay là vì theo cá nhân Quỳnh Như thì tất cả những cây cầu đáng sợ nhất của thế giới nói trên đều không nguy hiểm bằng cây cầu khỉ của nước nhà. Theo đó, Travel Leisure, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới, vừa công bố danh sách những cây cầu đáng sợ nhất. Dù không phải những cây cầu mục nát hay treo lơ lửng bằng dây thừng, thì cầu khỉ ở Việt Nam vẫn lọt top và khiến du khách thót tim khi đi qua. Bạn sẽ thường xuyên bắt gặp hình ảnh những cây cầu này khi tới đồng bằng sông Cửu Long. Chúng được làm từ thân tre hoặc thân cây gỗ độc mộc với hàng tay vịn thách đố người qua lại. Dường như chỉ có những chú khỉ khéo léo mới có thể vượt qua cây cầu này mà không bị rơi xuống nước. Tuy nhiên, đó không phải lý do mà cây cầu mang cái tên ngộ nghĩnh như vậy. Thực tế, nguồn gốc tên gọi là từ dáng người đi qua cầu thực sự giống như những chú khỉ. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, cầu khỉ ở miền Tây Nam Bộ dần được thay đổi và biến hóa thành những cây cầu bằng ván, xi măng chắc chắn và rộng hơn. Tuy nhiên, ở những làng quê, các cù lao, miệt vườn miền Tây thì cây cầu khỉ vẫn tồn tại như một nét đẹp văn hóa của vùng sông nước. Vậy là Quỳnh Như đã vừa cùng bạn điểm danh top 7 cây cầu đáng sợ nhất thế giới. Hãy cho Quỳnh Như biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn có những thông tin nào khác ngoài những chia sẻ của VFX khám phá? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất cứ nội dung nào từ VFX. Còn bây giờ,
Xin chào và hẹn gặp lại.